Chào mừng các em trở lại với kênh YouTube Lê Minh Đức dễ về. Lời đầu tiên thì chúc các em luôn bình an sức khỏe và có nhiều niềm vui trong cuộc sống và trong học tập. Đây là kênh dạy học miễn phí luôn hướng tới các giá trị của phương pháp giáo dục hiện đại nhằm hỗ trợ giúp đỡ các em học giỏi môn vật lý lớp 9. Thay mặt YouTube Lê Minh Đức dễ về, tôi chân thành cảm ơn quý thầy cô giáo, quý bậc phụ huynh học sinh và các em đã quan tâm đến kênh YouTube Lê Minh Đức GSP. Đó là một nguồn động viên lớn để chúng tôi tiếp tục đăng tải những bài dạy giúp các em học giỏi các môn đang còn giảng dạy trên trang YouTube Lê Minh Đức GSP. Hôm nay thầy sẽ dạy cho các em bài 44 thấu kính phân kỳ. Mục 1 lớn đặc điểm của thấu kính phân kỳ. Sau khi học xong mục này, thầy sẽ giúp các em nắm vững đặc điểm của thấu kính phân kỳ, phân biệt được thấu kính phân kỳ và thấu kính hội tụ. Bây giờ chúng ta học bài mới. Một lớn đặc điểm của thấu kính phân kỳ, một nhỏ là thí nghiệm. Dụng cụ gồm một thấu kính phân kỳ, một nguồn sáng có chùm sáng tới song song. Bây giờ các em quan sát thí nghiệm sau. Ta có một thấu kính phân kỳ như trên hình vẽ. Thầy chiếu một tia sáng, tức là chùm sáng hẹp, đến thấu kính. Thì các em thấy tia khúc xạ phía sau thấu kính này, nó loe dần ra. Thầy di chuyển để các em quan sát. Các em thấy so với cái đường nằm ngang ở phía giữa này, sau này chúng ta biết đây chính là trục chính của thấu kính phân kỳ, thì cái tia ló nằm phía sau thấu kính này nó loe dần ra. Thế chiếu một chùm tia gồm 3 tia song song với nhau và vuông góc với thấu kính phân kỳ, thì các em thấy chùm tia ló là nó loe dần ra. Vì chùm tia ló loe dần ra, tức là chúng ta có một chùm tia ló phân kỳ, bởi vậy thấu kính này gọi là thấu kính phân kỳ. Cái vùng không gian chứa tia tới nằm bên trái của thấu kính phân kỳ gọi là vùng không gian chứa tia tới, còn vùng không gian chứa tia ló ở phía sau thấu kính này người ta gọi là vùng không gian phía sau thấu kính. Các em thấy đặc điểm của thấu kính phân kỳ đó là ở ngoài rìa thì dày, càng vào trong thì nó mỏng dần. Đây là thiết diện cắt ngang của một thấu kính phân kỳ. Bây giờ để phân biệt cái thấu kính phân kỳ và thấu kính hội tụ thì thầy sẽ nhắc lại để các em quan sát thêm lần nữa. Dưới này là thấu kính hội tụ. Các em thấy nếu thầy chiếu một chùm tia sáng song song với trục chính thì thấu kính hội tụ có chùm tia ló hội tụ tại một điểm. Còn đối với thấu kính phân kỳ thì chùm tia ló loe dần ra hai phía đối với trục chính. Các em thấy một cái điều rất hay ở thấu kính phân kỳ và thấu kính hội tụ, đó là nếu một tia tới mà nó trùng với trục chính thì các em thấy cái tia ló nó chuyển thẳng. Cái giữa này các em chuyển thẳng. Đối với thấu kính hội tụ cũng vậy. Nếu bất cứ một cái tia sáng nào mà đi qua quang tâm thì đều chuyển thẳng. Ở đây là chúng ta quan sát một tia ở giữa này chuyển thẳng các em. Cái giữa này nó chuyển thẳng. Thầy lấy một tia để các em quan sát cho rõ. Các em thấy cái tia đi qua quang tâm thì nó truyền thẳng. Đối với thấu kính phân kỳ cũng vậy, một tia sáng mà trùng với trục chính của thấu kính phân kỳ thì nó cũng truyền thẳng. Như vậy đây là hai cái đặc điểm mà chúng ta thấy giữa thấu kính phân kỳ và thấu kính hội tụ nó như nhau. Bây giờ chúng ta tiếp tục trở về bài học. Thí nghiệm như vừa rồi thầy trình bày lại.
chiếu chùm sáng tới song song theo phương vuông góc về mặt thấu kính phân kỳ. Chùm tia khúc xạ ra khỏi thấu kính phân kỳ nên người ta gọi thấu kính đó là thấu kính phân kỳ. Tia sáng truyền tới thấu kính thì gọi là tia tới. Mà tia khúc xạ ra khỏi thấu kính gọi là tia ló. Vùng không gian chứa các tia tới gọi là vùng không gian ở phía trước thấu kính. Vùng không gian chứa các tia ló gọi là vùng không gian ở phía sau thấu kính. Và ánh sáng truyền theo chiều từ phía trước ra phía sau thấu kính như các em vừa quan sát thí nghiệm. Bây giờ thầy sẽ diễn đạt lại bằng hình ảnh. Đường thẳng delta một vuông góc với thấu kính phân kỳ. Mà mọi cái tia sáng trùng với đường thẳng này đều truyền thẳng. Đường thẳng delta này cũng tương tự như thấu kính hội tụ. Người ta vẫn gọi đây là trục chính của thấu kính phân kỳ. Và điểm nằm chính giữa của thấu kính phân kỳ này, tức là mọi tia sáng đi qua cái điểm O này đều truyền thẳng. Cái điểm O này người ta gọi là quang tâm của thấu kính phân kỳ. Như vậy các em thấy khái niệm nó tương tự như nhau. Và bản chất của các tia sáng đi qua quang tâm thì đều truyền thẳng. Như thầy vừa thí nghiệm cho các em thấy. Có hai tia tới song song với trục chính, tức là vuông góc về mặt của thấu kính phân kỳ, thì các em thấy tia ló loe dần ra, và khi đó người ta gọi cái chùm sáng của tia ló như vậy thì người ta gọi là chùm sáng phân kỳ, như các em đã biết ở lớp 7. Chiều truyền ánh sáng là từ phía trước ra phía sau thấu kính. Phía trước thấu kính người ta gọi là không gian ở phía trước thấu kính, còn phía sau thấu kính người ta gọi là không gian ở phía sau thấu kính. Như vậy thì đặc điểm của thấu kính phân kỳ vừa rồi chúng ta đã hiểu qua cái thí nghiệm, đó là bản chất của thấu kính phân kỳ đó, nếu chiếu một chùm tia sáng tới song song theo phương vuông góc về mặt phẳng thấu kính phân kỳ thì tia khúc xạ ra khỏi thấu kính phân kỳ. Bây giờ tiếp tục chúng ta sang nghiên cứu hình dạng của thấu kính phân kỳ. Ngoài dạng ở trên hình vẽ thì còn dạng nào nữa không? Bây giờ tiếp tục đi học. Hai nhỏ là hình dạng của thấu kính phân kỳ. Thấu kính phân kỳ được mô tả bởi một cái thiết diện cắt ngang như sau. Hình vẽ trên này là hình dạng của một thấu kính phân kỳ có bề ngoài rìa dày hơn ở chính giữa. Nó gồm hai cái mặt cong như trên hình vẽ. Hoặc thấu kính phân kỳ có thiết diện cắt ngang là gồm một mặt phẳng và một mặt cong như trên hình vẽ thứ hai. Và trong hình vẽ thứ ba là thấu kính phân kỳ được tạo nên bởi hai cái mặt cong như hình thứ ba. Vì thấu kính phân kỳ ở ngoài rìa dày phía trong mỏng cho nên người ta kỳ hiệu thấu kính phân kỳ có cái mũi tên ngược như các em thấy trên hình vẽ này. Đó là kỳ hiệu của thấu kính phân kỳ, tức là nhìn vào thấu kính này thì chúng ta hiểu là ngoài rìa thì dày, vào trong thì mỏng dần. Bây giờ chúng ta ghi lại những nhận xét này như sau. Thấu kính phân kỳ có hình dạng như các hình sau. Đó là thiết diện mặt cắt ngang của một số thấu kính phân kỳ. Thấu kính phân kỳ là một khối chất trong suốt được làm bằng tự tinh hoặc nhựa, được giới hạn bởi hai mặt cong hoặc một mặt cong và một mặt phẳng như các em thấy ở trên hình vẽ. Thấu kính phân kỳ có phần rìa dày hơn phần giữa, tức là càng đi vào giữa thì nó mỏng dần. Vậy chúng ta kết luận thấu kính phân kỳ có phần rìa dày hơn phần giữa. Và một chùm tia tới song song truyền về thấu kính phân kỳ cho chùm tia ló phân kỳ. Đây chính là đặc điểm của thấu kính phân kỳ. Như vậy giữa thấu kính phân kỳ và thấu kính hội tụ
thì khác nhau về hình dạng và khác nhau về bản chất của tia ló khi ra khỏi thủ kinh. Đó là vấn đề cơ bản mà các em cần phải nắm vững. Như vậy, sau cái học bài này thì các em đã nắm được đặc điểm của thấu kính phân kỳ, phân biệt được thấu kính phân kỳ và thấu kính hư tụ. Như vậy, bài học hôm nay đã kết thúc. Các em nhớ đăng ký và bấm chuông để nhận được các video mới nhất của thầy YouTube Lê Minh Đức GFP. Thầy cảm ơn các em đã theo dõi bài này. Hẹn gặp lại các em trong các video tiếp theo. Chào tạm biệt các em.